Sau gần 10 ngày tranh tài sôi nổi hấp dẫn, giải vô địch Pencastilat quốc gia 2024 do Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Cục Thể dục Thể thao tổ chức đã khép lại hôm qua. Trong ngày bế mạc giải, đội tuyển Pencastilat Bà Rịa Vũng Tàu đã kịp giành tấm huy chương vàng, cũng là tấm huy chương duy nhất của đơn vị chủ nhà tại giải đấu quan trọng nhất trong năm của bộ môn Pencastilat. Vũ Đức Hùng thi đấu nội dung đối kháng hàng cân 75kg nam là vận động viên đã mang về tấm huy chương vàng duy nhất cho Bà Rịa Vũng Tàu ở giải vô địch Pencastilat quốc gia 2024. Trong trận chung kết, Vũ Đức Hùng đã xuất sắc vượt qua vận động viên Nguyễn Xuân Trúc của đơn vị tỉnh Quảng Ninh. Tấm huy chương vàng quý giá này giúp đội tuyển Pencastilat Bà Rịa Vũng Tàu thoát cảnh trắng tay phút cuối, đồng thời vươn lên xếp vị trí thứ 17 trên 28 đơn vị về tham dự giải. Em cũng là cố gắng thể hiện hết mình để đạt được huy chương vàng. Thì em cảm thấy rất là vui và tự hào để cống hiến hết mình cho đơn vị Bà Rịa Vũng Tàu. Giải vô địch Pencastilat quốc gia 2024 được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, thành công về công tác tổ chức. Ngoài những vận động viên xuất sắc đã khẳng định được tên tuổi, giải năm nay còn xuất hiện nhiều gương mặt trẻ triển vọng, đủ khả năng để triệu tập vào đội tuyển Pencastilat quốc gia, chuẩn bị cho các giải quốc tế quan trọng như giải vô địch Pencastilat thế giới tổ chức tại UAE cuối năm nay và SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào năm 2025. Đánh giá cao các vận động viên trẻ đã nỗ lực, tức là thi đấu. Tức là có những vận động viên 17 tuổi mà các em cũng đã có những cái sự tiến bộ rất là nhanh, tiếp cận về các cái kỹ thuật cũng như là chiến thuật rất là tốt. Cho nên là các giải năm nay kia chất lượng chuyên môn rất là cao, đánh giá đúng với cái trình độ của từng vận động viên, từng hạng cân. Khép lại giải vô địch Pencastilat quốc gia 2024, đội Thanh Hóa giành ngôi nhất toàn đoàn với thành tích 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Đội An Giang xếp vị trí nhì toàn đoàn với thành tích 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đồng hạng 3 là đội Hưng Yên và Quảng Ninh với thành tích 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.